Chào mừng các bạn đã đến với đế chế của tựa game Alliance. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Galaxy Fire Alliance. Thì chúng ta sẽ tham gia là một cái đế chế và một cái hành tinh cực kỳ là kinh khủng, và hành tinh này thì sẽ có các màn đánh nhau cực kỳ là nổ lửa. Nhưng mà nghe thế thôi chứ chúng ta cũng sẽ không được trực tiếp đánh nhau, mà chúng ta sẽ tham gia xây dựng thành một cái đế chế cực kỳ khỏe để có thể tấn công được các hành tinh khác. Thì đang có cái màn loading vào game, thì nhìn cái game này khá là nhìn nó khá là nguy hiểm. Loading rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có các hành tinh. Ở đây thì hành tinh Home 1, Home 2, Home 3, thì hiện tại hành tinh Home 1 là hành tinh của chúng ta. Ở đây thì đây là các trụ sở và các cái mỏ dầu của chúng ta trên trái đất. Và muốn cái nâng cấp ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Thì ở đây mình vừa nâng cấp xong một cái phi thuyền. Phi thuyền này, một cái máy bay này có thể mang đi đánh nhau, và muốn nâng cấp nhiều thì các bạn sẽ quẹt lên. Nhưng mà trong cái trường hợp nâng cấp thì chúng ta sẽ tốn tiền, và lượng tài nguyên của các bạn không nhiều nên các bạn đừng làm liều. Ở đây thì sẽ có các loại xe tăng với các loại máy bay, nhưng mà tùy thuộc vào những các nhà các bạn nâng cấp thì nó mới có được. Thì khi tham gia vào game thì chúng ta thấy một hệ đồ họa 3D cực kỳ hay, và có hệ thống social đây để có thể nói và chửi rủa nhau để có thể gây hấn và tấn công. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần thiết phải nâng cấp ra các mỏ vàng, có các chỉ số như mỏ vàng, mỏ ga hay là mỏ đá. Ngoài ra thì có thêm mỏ thuyền hay là các loại máy hay là radar. Nói chung là thêm xây dựng càng nhiều nhà thì càng thêm chức năng. Thì ở đây thì mình sẽ xây các loại mỏ. Xây xong các mỏ này thì nó sẽ có khả năng đào được nhiều tiền hơn hay đào nhiều vàng hơn. Nhưng mà mỗi cái nhà này thì chúng ta chỉ được xây được một thể loại nhà thôi, nên chúng ta cần thiết phải cân đối để có thể xây. Ví dụ đây là một cái nhà phòng không chẳng hạn. Nhà này thì có thể có khả năng đẻ quân, ví dụ đẻ 200 quân chẳng hạn. Đây, hiện tại thì mình cứ đẻ một quân đi, các bạn biết là đẻ như nào. Đấy, thì sẽ mất 1 phút để đẻ quân. Và có các thể loại như ở đây là những cái thuyền mà chúng ta đã có. Và ấn vào đây thì chúng ta có khả năng để gọi thuyền đi. Đấy, gọi đi, next đi. Gọi tiếp này, thì sẽ tốn một loại ga nhất định. Đây, rồi, đang vận chuyển rồi. Chuyển sang chế độ này thì để chúng ta có thể gọi được nhiều thuyền cùng một lúc. Nhưng mà hiện tại thì trong thời gian này thì chúng ta đang không muốn đánh nhau. À thôi, ấn nhanh đi để cho các bạn thấy được cái quân đội của chúng ta. Ấn này, rất nhanh nào. Rồi, ra quân đội rồi, ra được một thằng rồi. Ra một mã đi. Ấn ạ. Ra hết chưa? Wow, level 10 luôn này. Nhưng mà chúng ta hơi bị lạm phát một chút. Thì ở đây thì chúng ta đã xây xong được một lượng quân đội. Và bây giờ là sẽ đến các hành tinh khác tấn công. Ví dụ như cái thằng này đi, ấn vào đây thì attack này, vào attack và sẽ sử dụng con tàu này lấy hết quân đi. Không lấy được nữa. Next, send. Đấy, chúng ta sẽ gửi quân đến để tấn công, và sẽ có các thông tin để cho chúng ta biết là cái thuyền này nó đang tấn công. Khoảng 7 giây nữa thì nó sẽ tấn công đến cái hành tinh đấy, và bằng một cái thuyền rất là vô hại, và chúng ta sẽ đến đây là đốt quân thôi. Tấn công mọi. Xong, có gì xảy ra không? Không có gì cả. Và đang 5 phút 52 để có thể bay được về hành tinh. Đấy, thì ở cái tựa game này thì chúng ta sẽ có các loại chiến thuật, và là tấn công và đánh các cái vùng xung quanh này thì sẽ có thêm nhiều cái tài nguyên, và để có thể có những cái hay ho nhất định. Thì ở đây thì chúng ta đang có các tham gia các màn tấn công. Và hiện tại thì sẽ có các giải ngân hà ở đây. Thì ở đây thì chúng ta có khá nhiều, và khu vực chúng ta ở đây thì cũng có rất là nhiều người chơi rồi. Các bạn nếu mà chưa biết chơi thì đừng nên gây hấn. Hiện tại như mình vẫn không hiểu lắm về luật chơi, nên có thể mẹ gây hấn mà tí nữa nhà mình sẽ thành sân máy bay luôn, chả có ai luôn. Đấy, thôi về nhà đi. Thì chúng ta lại về nhà chúng ta để có thể nâng cấp thêm. Và chúng ta sẽ đi làm theo các nhiệm vụ và game yêu cầu thì nó sẽ được nhiều hơn. Ví dụ như này là nhiệm vụ nó đang khuyên là chúng ta nên tấn công ạ. Đây, cái tàu của chúng ta đang bay ở đây. Đấy là cái khổng không gian đang bay đến cái nhà này để tấn công. Vào cái tòa nhà này đấy, tấn công, gửi quân, next. Đã có gì cả. Xong. Thì ở cái tựa game Alliance này, cho những các bạn yêu thích những tựa game chiến thuật cực kỳ là hay, và chơi game này thì có khả năng gây nghiện rất cao. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Đạn ôi lại bắn này, quá nhiều đạn được xả. Chúng ta không sao, chúng ta sẽ nấp vào bụi đây. Ơi mày bắn tao đúng không? Đâu rồi, lại bị nấp vào đây rồi.